Hello, hello, bác sư xin mến chào các ba mẹ và các bạn. Trong cái giai đoạn hiện nay, khi mà ở Việt Nam của chúng ta đã gần như là phổ cập được vaccine COVID-19 cho người già và người lớn, thì bắt đầu chúng ta đang tiến hành thực hiện tiêm chủng vaccine COVID-19 cho đối tượng là các trẻ em. Vậy thì em bé Hen của chúng ta sẽ tiêm phòng vaccine COVID-19 được hay không? Rồi tiêm như thế nào? Khi nào thì em bé không được tiêm? Bởi thế cho nên trong cái video ngày hôm nay, bác sĩ Hương sẽ quyết định chia sẻ vấn đề này với các ba mẹ và các bạn. Vâng, thưa các bạn, bác sĩ Hương là tiến sĩ bác sĩ nhi khoa. Bác sĩ Hương có 20 năm kinh nghiệm làm tại Bệnh viện Nhi Trung ương và đặc biệt là có 10 năm làm việc chuyên sâu về lĩnh vực hen và các bệnh dị ứng. Bởi thế cho nên trong giai đoạn dịch này, bác sĩ Hương đã thường xuyên tư vấn và hỗ trợ cho các bạn và các cha mẹ cũng như là các em bé liên quan đến các cái bệnh lý dị ứng, bệnh lý hen với tiêm phòng vaccine COVID-19. Ok, vậy thì với các em bé bị hen thì có tiêm phòng được vaccine COVID-19 hay không? Câu trả lời là tất cả các bệnh nhân hen phế quản đều có thể được tiêm phòng vaccine COVID-19, đều có khả năng tiêm được vaccine COVID-19 trừ khi em bé bị hen đó hoặc là đang trong cơn hen cấp, hoặc là đang bị dị ứng với vaccine, hoặc là dị ứng với bất cứ một cái thành phần nào của vaccine, thì khi đó em bé mới không được tiêm. Đó. Và các em bé bị hen của chúng ta thì càng được tiêm sớm, càng sớm ngày nào thì càng tốt ngày đó. Đó. Câu hỏi thứ hai là bạn theo CDC của Hoa Kỳ thì tất cả các em bé từ 5 tuổi trở lên thì đều được tiêm phòng vaccine COVID-19. Hiện nay ở Việt Nam của chúng ta thì đang tiêm phòng ở cho các nhóm em bé từ 15 đến 17 tuổi đúng không ạ? Và sắp tới thì sẽ từ 11, 12 cho đến 14 tuổi và dần dần sẽ tiến trình các em bé sẽ nhỏ hơn. Đó. Và bệnh nhân hen có một vấn đề nho nhỏ nữa, đó là các em bé bị hen thì thường là cần phải tiêm cả cái vaccine phòng cúm hàng năm. Bởi thế cho nên các ba mẹ nhớ là khi mà tiêm phòng vaccine cúm cho em bé cũng như là tiêm phòng vaccine COVID-19 thì thời gian giữa hai cái loại vaccine đó cần phải cách nhau tối thiểu là 14 ngày nhé. Đó, để các ba mẹ tiêm cho các em bé của chúng ta đầy đủ. Và bác sĩ Hương hy vọng là khi mà các em bé của chúng ta được tiêm phòng COVID-19 và đặc biệt là em bé bị hen thì các em bé sẽ có được một cái cuộc sống có cái độ an toàn cao hơn. Và hy vọng là cái video này sẽ giúp ích được các ba mẹ, đặc biệt là các em mẹ có em bé bị hen để không phải băn khoăn lo lắng trong cái vấn đề là em bé của chúng ta có tiêm phòng được vaccine COVID-19 hay không nhé. Và các bạn sẽ đón xem các cái video tiếp theo về bệnh hen phế quản với vaccine COVID-19. Và bác sư rất là cảm ơn sự lắng nghe và sự theo dõi của các ba mẹ và các bạn. Và nhớ hãy đăng ký, like, share vào kênh của bác sĩ Hương để được đón nhận các video tiếp theo. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.